Alamaz. Holmes. Alamaz. Rogan. Alamaz. Alamaz. Hilary. Oklahoma. Donna. Rogan. Rogan. Alamaz. Oklahoma. Oklahoma. Donna. Alamaz. Rogan. Alamaz. All of them. Alo, và tôi quay trở lại với trận thi đấu thứ hai của series đấu thứ hai này, Van đối đầu với Hitty. Vâng, rõ ràng trong bắt đầu solo thì người cầm Hitty sẽ vâng có chút phần nào hơi xoắn. Có thể là xoắn khi mà đối đầu với người cầm Parmiran. Vâng, hiện tại đây trận thi đấu mà nhìn qua đồ ăn thì game thủ Parmiran ta là một bài vở chưa phải là quá tươi khi mà nó đang hơi thiếu đồ ăn đầu tiên lùa về. Và nó vâng sẽ làm delay cho cái quãng thời gian mình có thể lên 2 và đây sẽ là một chiếc nhà BS nhân đôi. Một bảy gô 7 con như này nếu như giá như có thể gần nhà chính hơn. Vâng, hiện tại thì đang em 1.000 vâng 1.400 anh em đang theo dõi kèo đấu nhưng thấy 700. Vâng, 700 lượt like cũng như là đang khá nhiều lượt xe. Khá ít lượt xe. Và dường như anh em đang dường như là đang hơi vâng hơi ngại cái việc xe thì phải. Và tôi nghĩ anh em chỉ cần khoảng bỏ ra tầm 20 giây để cho lượt xe cho kèo đấu này game thủ Vlog trên cho các nhóm. Vâng, chỉ khoảng 20 giây thôi, nó khá là dễ dàng. Vâng, thể hiện tình cảm lớn dành cho game thủ Vlog. Vâng, đều một động lực cho game thủ chúng ta để ta có chiến thắng trong kèo đấu solo ngày hôm nay. Anh em dường như vẫn đang hơi vâng hơi lười việc xe thì phải. Hầu như hiện tại anh em thấy cái việc vâng bấm like nó vâng chỉ cần một tích tắc và bấm nhẹ và mình làm trước. Còn xe thì anh em dường như đang hơi lười. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ là khi mà một ngày mà game thủ Vlog anh làm tầm khoảng 2-3 kèo đấu phục vụ tất cả anh em theo và anh em khán giả thì tôi nghĩ đây là vâng có lẽ Vlog cũng sẽ là người khó và người mất sức hơn. Và anh em nào nếu như anh em rảnh rỗi và sắp xếp công việc ta theo dõi kèo đấu, chúng ta sẽ ủng hộ game thủ. Và khi mà chúng ta thường xuyên được theo dõi kèo đấu trên fanpage của game thủ Vlog, vâng điều đấy cũng như là một lời tri ân. Và khi mà chúng ta có những kèo đấu giải trí cho anh em. Vâng, như vậy vài trận thi đấu này thì nhà game thủ Vlog đang khá gần nhà game thủ No 1. Bây giờ đã phát hiện nhà game thủ No 1 rồi, nhằm cùng cánh. Vâng, may sao trận này phát hiện ra sớm, nếu không khả năng cao thì tôi nghĩ là mình sẽ đi hơi giò hơi lỗi. Vâng, khi mà map solo thì tôi rất hiếm kiểu như là gọi đấu cánh như này. Vâng, về thời điểm chọc giò rồi. Vâng, anh em nào có, vâng nếu như em nào có thể bỏ mắt cơ vâng xe thì anh em cứ xe đi. Vâng, anh em nào không xe được thì rất mong sau trận đấu anh em có thể xe. Vâng, đấy cũng như một lời tri ân khi mà game thủ Vlog luôn làm kèo đấu để cho vị khán giả có thể theo dõi. Vâng, xin gửi lời chào đến bạn người chia sẻ vâng Long Việt Long Nha cũng như là bạn gương mặt thân quen Nguyễn Giang. Vâng, gửi lời chào đến tất cả anh em. Phát hiện ra một tần dần đàn gỗ như là tần dần hươu đến từ game thủ 1-1.
giò mình làm một con giò full công nghệ. Vâng, cái thời điểm này đủ gỗ thì mình sẽ chắc chỉ làm ngay hai chiếc nhà BL. Và anh có làm luôn hai BL không anh? Vâng, đủ gỗ rồi. À không, như vậy là một BL và một BA của tôi quên. Và đối đầu với những cầm Hitty. Rồi bạn có T đứng thủ. Và khả năng cao thì kiếm thủ nó một chuẩn bị cơ cấu một thế bài khung. Vâng, đúng rồi, lên đời sóc lạc đà và cơ cấu lên bánh xe. Vâng, tờ này đội bạn đang đứng chặn giò. Vâng, có T. Vâng, tờ này có T thì khả năng cao thì con giò mình sẽ không giữ được. Vâng, nhà của kiếm thủ No 1 dường như là đã kín. Vâng, chờ đợi tuần thi đấu mà ta sẽ là có tên cùng giờ. Thế là tình huống này đi vòng sát mép đội bạn còn hở không nhỉ? Vâng, có một cánh rừng già dường như là sát mép bản đồ sau cánh rừng già này, tôi nghĩ là không. Ở đời bạn chưa à, bò bế rồi. Vâng, mà bên kia No 1 cũng đã bò bế một trận đấu mà Hitty khung nhà rộng. Vâng, như vậy là sẽ có tình huống rồi. Và ra chờ đợi một tấn công đến từ game thủ Vlog. Vâng, trận đấu này No 1 là người lên đời rất muộn. Vâng, chính xác trận đấu mà lên đời game hơn muộn hơn game thủ Vlog là tầm khoảng tầm 20 giây. Vâng, timeline 25. Vâng, nông dân có bánh xe rồi, có làm một con cung rờ không? Đây là cung rờ nhưng hiện tại đường gỗ của anh đang hơi vói. Không biết đã sinh, không biết đã sinh những đơn vị quân vừa thiết kế chưa? Đó, như vậy đây sẽ là một tuần công ca đến từ game thủ Vlog. Và tôi thấy nếu như công ca vào cái mặt chiếc nhà BA cũng như cái dãy nhà BA, BE còn dốc thì dường như có vẻ thơm hơn. Tôi là liệu rằng thời điểm này nông dân cũng đã vừa có bánh xe. Vâng, tuần công ca đến từ game thủ Vlog, rồi bạn chơi ngay chiếc nhà cứng. Ở tờ này có cung rờ bắn dần luôn anh. Tờ này cung rờ bắn dần luôn. Tham lại là 30. Và tôi nghĩ thời điểm này game thủ No 1 cũng đang chuẩn bị sóc tân cung rờ đầu tiên. À không, và cũng có tân cung rờ đầu rồi. Con này cứ đứng vào bên giã thôi. Và nếu anh công ở cái mặt BA, con dốc thì có vẻ tươi hơn đấy nhỉ. Tân lạc đà cần phải bảo kê. Anh thấy sóc lạc đà nha. Tuần thi đấu và công ca, nếu như mà tuần thi đấu lọt vào cái số lượng lạc đà áp sát này thì như là không có cửa chơi cho bài đấu của cầm Hitty. Còn cung rờ của game thủ No 1 là không quá đông tại mặt bên này. Còn mới chỉ là 3 con cung rờ. Dường như trận này game thủ No 1 đánh với 3 nhà BA sóc đều tuần đầu thì phải. Tuần 2 chưa thấy đâu. Tham lại là 36 đến từ game thủ Vlog. Rồi 4 con cung rờ, 5 con cung rờ. Còn 5 con cung rờ và đây là 6 con lạc đà của người cầm Pamira. Rồi xô vào. Đó chắc chắn vào tuần thi đấu này. Một tuần thi đấu mà công ca quá hay đến từ game thủ Vlog. Rồi No 1 resize. Vâng, quá lạnh lùng boy. Vâng, một đều trong xe đấu thứ hai. Và một tuần thi đấu mà công ca rất hợp lý. Vâng, nếu như mà công ở cái dãy BE thì tôi nghĩ là vâng, mình sẽ lọt vào dễ hơn khi mà kia là BE trên con dốc và đấy là điểm yếu. Vâng, nhưng không sao, dù sao chúng ta vẫn là bài đấu công ca hay.